Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có được những giây phút trải nghiệm thú vị với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Đóng giả dạ làm người ăn xin, thử lòng con trẻ tương lai và cái kết sóc. Tuần trước thấy con gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt mà bà Liên cứ lo lắng sao ấy, con gái bà tuy đã đủ lớn để suy nghĩ đến chuyện hôn nhân, nhưng nó là đứa dễ tin người và hiền lành. Liệu chàng trai kia có ý đồ lừa lọc con gái bà hay không? Cả buổi hôm đó, bà cứ để ý chàng rể tương lai mãi, thấy cậu ta cũng khéo mồm khéo miệng, nhưng có vẻ chảnh. Ngồi ăn cơm mà cậu ta cứ kén món này chọn món kia khiến bà phát bực. Đàn ông con trai gì mà khó tính khó nết như vậy? Nghe hằng, con gái bà nói thắng giàu có lắm anh là con của một thương gia trên phố thắng học hành đàng hoàng hiện đang là trưởng phòng nhân sự của một công ty lớn thấy con gái giới thiệu về thắng bà liên cũng thấy hài lòng chỉ có ít là không biết là thắng có biết lo lắng cho con gái bà hay không hay con gái lấy về rồi lại khổ lại thiệt thòi gì đây hai đứa xin phép bà làm đám cưới vào tháng sau bà lại sốc quá vừa mới được về ra mắt mà đã đòi cưới rồi. Lẽ nào con bà đã có bầu? Kể từ hôm đó đến nay cũng cả tuần trời, bà cứ thấp thỏm lo âu về quyết định lấy chồng của Hằng. Có lẽ bà nên giúp con gái mình một phép thử để biết được lòng già thật sự của cậu con rể tương lai thế nào. Chồng bà mất sớm, sinh được có mỗi Hằng. Nếu con gái bà không hạnh phúc, thì bà buồn lắm. Chi bằng cứ thử cho nó chắc đợi lúc cưới về mới biết được bản chất thật của con rể thì lại khổ cả đời con gái bà. Vội hỏi dò địa chỉ của nhà thắng, bà bắt xe lên phố xem thế nào, chuẩn bị sẵn bộ quần áo rách rưới cùng với cây gậy và chiếc nón nát tươm, bà ngồi sẵn ngay đầu ngõ chờ thắng đi làm về. Đợi cả tiếng đồng hồ mới thấy cậu con rể tương lai chờ theo một cô gái trình dài, thắng đổ xe xuống, bà vội vàng chống gậy đến khóc lóc Xin sỏ thắng và cô gái trẻ đi cùng cho ít tiền. Thấy bà lão bàn thiểu hôi hám, cứ lại gần mình khiều khiều vào người mình. Cô gái trẻ cảm thấy khó chịu, biếu môi rồi móc trong túi ra hai ngàn lẻ ném xuống đất rồi bảo. Bà già, làm sao tránh tránh nhà tôi ra? Để tôi thấy bà lảng vạng ở đây, đừng có trách tôi nha. Bà giả bộ run rẩy và nói. Cô ơi cô, Tôi chỉ tiện đường đi qua đây thôi Cô làm ơn Có cho thì cho thêm vài đồng Như vậy thì ít quá tôi không đủ tiền bắt xe đi về Bà lão vừa nói Vừa cúi gọng mặt xuống nhặt tờ hai ngàn Đem bỏ vào túi Cô gái lại biểu môi Gớm Ăn xin cho nhiêu thì lấy nhiêu Bay đặt đòi hỏi Bà cố gắng để chọc tức Tâm lý của hai người này Khiêu khiêu và nắm lấy vạt áo của cô gái Cô ơi cô, cậu ơi cậu, cô cậu cho tôi thêm một chút nữa. Thực sự tôi, tôi bây giờ không còn một đồng nào cả. Lần này thì cô gái trẻ cảm thấy vô cùng khó chịu, hắt tay bà rồi đẩy bà ra. Bà già né tôi ra. Mắt thằng bằng, bà té xuống. Thắng vội cúi người đỡ bà dậy, rồi lớn giọng quát cô gái trẻ kia. Em làm cái gì đấy, Cụ già già yếu hoàn cảnh khó khăn mới phải đi ăn xin Em không thương thì thôi Sao lại anh nói sóc sược đẩy bà như thế Lát đi về Anh mét mẹ cho nghe Anh Anh banh cái bà già hôi hám này sao Anh không banh ai cả Đúng thì thôi Dìu bà liên vào ngồi trong nhà Thắng vội vàng vào bếp Lấy cốc nước cam và bánh ngọt cho bà ăn Thấy cậu còn rể tương lai Biết nghĩ lại chú đáo như vậy Bà khá là hài lòng Thế nhưng nghĩ đến cô gái chân dài hồi nãy thì bà có vẻ hơi e ngại và tiếp tục diễn thử lòng thắng nghe thèm thế nào. Cô gái trẻ vừa rồi là người yêu của cậu à, cho tôi xin lỗi nhé, vì tôi mà cậu làm cô ấy giận rồi. Dạ không, cô ấy là em họ cháu thôi bác à, tính nó ngang ngược, còn nhỏ chưa biết suy nghĩ đâu à. À thế à, người như cậu chắc là nhiều cô theo lắm ha. Kể ra ai may mắn mới yêu được cậu đấy Bác cứ đùa Cháu thì làm gì có ai Và lại cháu sắp cưới vợ rồi Vợ cháu là một cô gái bình thường Không có gì trong tay Ngoài sự tốt bụng và nhiệt tình à Cháu thương và yêu cô ấy lắm Cháu hy vọng là mai này về chung một nhà Cháu có nhiều cơ hội chăm sóc cho cô ấy hơn Mà cháu nhìn bác cứ thấy quen quen sao á Hình như là cháu gặp bác đâu rồi thì phải Chắc cậu nhầm rồi đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu mà. Thôi cảm ơn cậu đã cho tôi ăn. Bây giờ tôi phải đi rồi. Thôi thôi chào cậu nha. Vội vã quay người, đội nón lá ra đi. Thắng vội giữ ví đưa thêm cho bà một triệu. Bà ơi, bà cầm lấy một triệu, bà đi đường. Bà lên không lấy, nhưng Thắng cứ dúi vào tay bà, bắt bà cầm bằng được. Vội đi ra đầu ngõ bắt xe ôm về nhà. Trên đường về, bà cứ nghĩ mãi, tưởng thẳng sẽ lộ bản chất sở khanh ăn chơi hỗn láo nhưng mà khi thấy bà già bạn thiệu đến cầu cạnh ai ngờ anh lại phản ứng ngược lại so với những gì mà bà nghĩ nhưng dù sao bà cũng vui vì thắng là một chàng trai tốt biết suy nghĩ và luôn sống thực lòng mình về nhà thay đồ xong xuôi bà mỉm cười nhìn con gái cuối cùng bà cũng yên tâm để cho hằng lấy thắng Hy vọng là Thắng sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng rằng những thông tin trên hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ chúng ta có thể nhấn tiếp vào đây xem thêm một số thông tin khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.